Xin chào, mình là Hoàng Anh. Bữa nay nhân tiện thì mình sẽ chia sẻ nhanh với bạn vài điều cơ bản nhất về lý thuyết cần phải biết trước khi bắt đầu đầu tư chứng khoán. Và nếu mà chưa biết những cái lý thuyết cơ bản thì có lẽ là nếu có khoản tiền nhàn rỗi chắc là chúng ta nên gửi tiền trong ngân hàng cho an toàn. Lý do tại sao thì cùng mình đi sâu hơn vào nội dung trong video lần này nhé. Cái đầu tiên mình quan tâm đó là thị trường chứng khoán ở Việt Nam so với các cái thị trường chứng khoán ở nước ngoài thì có quá khác nhau không? Thì câu trả lời là về mặt phân tích để đưa ra quyết định đầu tư thì ở đâu cũng sẽ dùng chung những cái phương pháp trong phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật thôi. Còn về khác biệt thì ở một thị trường chứng khoán đang phát triển như ở Việt Nam thì sẽ cần thêm thời gian để phát triển và hoàn thiện hơn nữa. Ở Việt Nam thì vẫn còn cái tình trạng thao túng giá nên về mặt luật pháp thì chắc chắn chưa hề nào hoàn thiện được như ở các cái thị trường chứng khoán lớn. Và ở thị trường chứng khoán Việt Nam thì sẽ bị giới hạn biên độ giá, nhưng mà những cái thị trường chứng khoán lớn khác như Mỹ chẳng hạn thì sẽ không bị giới hạn biên độ giá. Nói chung là khi thay đổi môi trường đầu tư thì nhà đầu tư cũng sẽ không gặp phải khó khăn. Thế nên mình cứ tập trung và bắt đầu từ những cái kiến thức cơ bản nhất để đi lên là hoàn toàn có khả năng sống sót và sống tốt ở mọi nơi. Chỉ có khoa học, những cái ngành nghiên cứu toán lý hóa sinh là khó tự học thôi, nên nếu bạn trái ngành không học về kinh tế và bạn muốn tự học thì hoàn toàn có thể bắt đầu từ việc đọc vài cuốn sách mà mình đã làm video giới thiệu chẳng hạn. Chắc chắn là về mặt lý thuyết trong những cái cuốn sách đó thì sẽ không thể nào bằng được các cái cuốn giáo trình chuyên ngành được. Nhưng cái hay ở đây đó là khi mà bạn đọc những cái cuốn sách nó đơn giản như vậy thì sẽ bắt đầu làm quen dần với cái cách sử dụng ngôn từ, chủ động một cách thụ động để hiểu được rất là nhiều cái vấn đề trong kinh tế. Và mình cũng sẽ để kèm một đường link sách giáo trình ở phần mô tả để nếu bạn muốn tự học kỹ hơn về lý thuyết kinh tế thì hoàn toàn có thể tải sách về học. Đây là một dự án sách rất là chất lượng của một tỷ phú công nghệ đáng kính. Còn cụ thể hơn về đầu tư chứng khoán thì nếu mà bạn trái ngành và chưa có gì về mặt lý thuyết thì mình nghĩ là đầu tiên vẫn nên tìm một cái khóa học cơ bản uy tín để học trước. Tại vì nếu mà tìm đọc sách không thôi thì sẽ vừa dễ mất thời gian, vừa loay hoay, rất là mất công. Ví dụ như cái đồ thị tiếng Nhật chẳng hạn thì nó là một công cụ chứ không phải là một hệ thống. Tức là nó không bao giờ được sử dụng độc lập mà cần phải kết hợp với các cái phương pháp định lượng khác. Nên nếu mà chỉ tự tìm đọc sách không thôi thì khá là khó hiểu. Hoặc khi mà lên mạng xem các cái video của các cái chuyên gia họ phân tích kỹ thuật chứng khoán thì cũng rất là dễ nản ấy. Mình thấy lý thuyết trong đầu tư chứng khoán thì không khó, và bởi vì khi mà phân tích để đưa ra lựa chọn nên đầu tư vào cổ phiếu nào thì cái phân tích của nhà đầu tư nó chỉ mang tính tương đối thôi chứ không bao giờ là đúng tuyệt đối. Nên chính vì điều này mà chỉ nên tin tưởng vào bản thân của mình và hạn chế tin người khác. Bởi vì mỗi người thì người ta sẽ có những cái tư duy và nhận định khác nhau, mà cứ cái gì đã liên quan đến tiền trong túi của mình thì mình phải đảm bảo an toàn cho nó thôi, đúng không? Vậy bản chất của thị trường tài chính là gì? Thì nó là sự luân chuyển vốn, giao lưu vốn trong xã hội từ những người thừa vốn đến những người thiếu vốn. Cấu trúc của thị trường tài chính thì sẽ bao gồm thị trường vốn và thị trường tiền tệ. Trong thị trường vốn thì sẽ chia thành thị trường cho vay dài hạn, thị trường tín dụng thuê mua và thị trường chứng khoán. Còn trong thị trường tiền tệ thì sẽ chia thành thị trường cho vay ngắn hạn, thị trường hối đoái và thị trường liên ngân hàng. Vậy thì thị trường chứng khoán là gì? Thì thị trường chứng khoán chính là nơi để người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời. Thị trường chứng khoán thì sẽ có chức năng để huy động vốn đầu tư để đánh giá hoạt động của doanh nghiệp, qua đó tạo một cái môi trường đầu tư lành mạnh cho công chúng và còn giúp cho chính phủ thực hiện các cái chính sách kinh tế vĩ mô. Căn cứ vào sự luân chuyển của nguồn vốn thì thị trường chứng khoán sẽ được chia thành thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Còn căn cứ vào hàng hóa trên thị trường thì thị trường chứng khoán sẽ được chia thành thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh. Và khi căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường thì thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục được chia thành thị trường tập trung và thị trường phi tập trung. Ở mọi nền kinh tế thì GDP sẽ đại diện cho sức khỏe của nền kinh tế, còn thị trường chứng khoán sẽ là phong vũ biểu của nền kinh tế. Thị trường chứng khoán là dự phóng cho tương lai, tức là chúng ta mua cho tương lai chứ không mua cho hiện tại và cũng sẽ không dựa vào số liệu hiện tại để đầu tư. Vậy thì đầu tư chứng khoán sẽ bắt đầu như thế nào? Thì khi bắt đầu đầu tư thì sẽ phân tích từ vĩ mô đến nhóm ngành và cuối cùng mới là lựa chọn doanh nghiệp cụ thể. Trong phân tích từ vĩ mô đến nhóm ngành thì nhà đầu tư sẽ phải phân tích và hiểu được các tác động của vĩ mô và vi mô lên từng nhóm ngành. Tức là nó sẽ gồm có những cái tác động của thị trường trên thế giới, tác động lên nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng ta sẽ quan tâm đến GDP, chính sách thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ đã ảnh hưởng và gây ra những cái tác động gì. Tiếp đó, khi mà chúng ta đã so sánh các cái doanh nghiệp tốt và có tiềm năng trong một nhóm ngành thì chúng ta sẽ chọn ra được doanh nghiệp cụ thể, thì khi này mới bắt đầu quan tâm đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp họ. Và tất cả những cái bước phân tích trên thì được gọi là phân tích cơ bản. Nó dễ hiểu hơn thì phân tích cơ bản chính là cái bước để tìm ra được cổ phiếu tiềm năng bằng cách bắt đầu nghiên cứu từ những cái tổng quan lớn nhất rồi mới đến cái cụ thể nhất. Cái phương pháp để thành công trong đầu tư chứng khoán thì chỉ đơn giản là nắm rõ được các cái phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật thôi.
Ngoài ra thì những cái như là sự may mắn, mối quan hệ, biết trước thông tin vân vân thì cái đấy nó là một câu chuyện khác rồi. Và đương nhiên trong phân tích cơ bản thì nhà đầu tư sẽ phải phân tích được các cái chỉ số tài chính cơ bản, ví dụ như là EPS, PE, BV, PB, phân tích được các cái chỉ số về hoạt động của doanh nghiệp, ví dụ như là biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận hoạt động, biên lợi nhuận ròng, tỷ lệ ROE, tỷ lệ ROA, rồi tỷ lệ ROIC hay là chỉ số P/S, rồi tỷ lệ đòn bẩy tài chính, vân vân. Còn trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp thì sẽ cần phải phân tích và xác định được các cái tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp như là tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, hàng tồn kho, rồi phân tích đến các cái khoản nợ ngắn hạn, nợ phải trả của doanh nghiệp, nguồn vốn chủ sở hữu, lợi nhuận chưa phân phối, các cái quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp vân vân. Và cũng phải xác định được các cái hệ số gây rủi ro cho doanh nghiệp thông qua vốn lưu động thuần, khả năng thanh toán của doanh nghiệp, các cái hệ số nợ, hệ số các cái khoản phải thu và hệ số vòng quay hàng tồn kho của doanh nghiệp. Còn về phân tích kỹ thuật thì phân tích kỹ thuật là phân tích biểu đồ, đồ thị, là phương pháp được sử dụng để đánh giá các cái khoản đầu tư và xác định các cơ hội giao dịch bằng cách phân tích các cái xu hướng thống kê thu thập được từ các cái hoạt động giao dịch như là chuyển động giá và khối lượng. Tức là sẽ tập trung vào chuyển động của giá và cách giá di chuyển trong quá khứ để xác định được hoạt động trong tương lai của giá, và qua đây thì sẽ đưa được quyết định đầu tư mua bán. Có 3 nguyên tắc mà nhà đầu tư khi áp dụng phân tích kỹ thuật cần phải nắm và tuân theo. Đầu tiên đó chính là giá trên thị trường sẽ luôn luôn biến động. Thứ hai đó là giá sẽ di chuyển theo xu hướng và tuân theo các cái xu hướng cụ thể. Thứ ba đó là lịch sử sẽ luôn luôn lặp lại. Và trong phân tích kỹ thuật thì sẽ có rất là nhiều trường phái, mô hình, biểu đồ phân tích khác nhau. Cái này thì tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi nhà đầu tư trong cái quá trình đầu tư thực tế. Nhưng nói chung là trong phân tích kỹ thuật càng đơn giản thôi thì càng tốt. Cái quan trọng nhất đó là phải nắm được các cái công cụ, các cái đường chỉ báo và các chỉ số trong cái quá trình phân tích. Phần này mình đang nghiên cứu và áp dụng vào đầu tư thực tế thêm, nên nếu có thời gian thì mình sẽ làm thêm video để chia sẻ tiếp. Trong video lần này thì sẽ không thể nào đủ thời gian để nói hết được. Có những người ta chỉ tập trung vào một cái phân tích thôi, là phân tích cơ bản hoặc là phân tích kỹ thuật. Tức là không nhất thiết phải kết hợp cả hai cái phân tích này thì vẫn làm giàu được từ chứng khoán bình thường. Người ta đã chỉ ra rằng nếu đầu tư liên tục và đều đặn trong nhiều năm, tầm 7-8 năm trở nên vào một cổ phiếu tốt, thì dù có mua tất cả ở giá đỉnh của cổ phiếu đó thì chắc chắn đến khi mà bán cái cổ phiếu đó đi thì cái mức sinh lời vẫn lớn hơn rất là nhiều so với việc gửi tiền vào ngân hàng, lãi khoảng 10-15%. Và đương nhiên để biết được cái cổ phiếu nào tốt thì phải làm tốt cái bước phân tích cơ bản. Thế nên trong đầu tư chứng khoán thì sẽ cần nhà đầu tư phải hiểu họ đang làm cái gì và họ đang đầu tư vào cái cổ phiếu đó là vì lý do gì. Là vì họ thấy được tiềm năng trong tương lai của công ty hay là bởi vì họ nhìn được và dự đoán được cái biến động trong biểu đồ giá cổ phiếu. Nói chung là đầu tư chứng khoán thì sẽ cần thời gian để sinh lời. Còn đầu tư lướt sóng thì sẽ dành cho những nhà đầu tư, những cái người mà họ rất là nhạy đối với thị trường và chắc chắn là họ sẽ tập trung vào phân tích kỹ thuật rồi. Về cơ bản thì chỉ cần nắm rõ lý thuyết phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hoàn toàn có thể bắt đầu đầu tư chứng khoán ngay mà không cần phải phụ thuộc bất cứ ai. Bản thân mình nghĩ là làm gì cũng nên giữ một cái đầu lạnh, bởi vì đã đụng tới tiền thì mình phải có trách nhiệm đối với đồng tiền đấy, đúng không? Và mình sẽ dừng video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại vào lần tới nhé. Nếu mà bạn có cùng sở thích đọc sách giống như mình thì có thể bấm đăng ký kênh ủng hộ mình.